Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an trong công tác hỗ trợ kinh phí, huy động nhân lực và ngày công giúp nhân dân xây dựng nhà ở. 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã hoàn thành trước chỉ tiêu đề ra 3 tháng, tối thiểu 70 triệu đồng một căn trở lên, với tổng kinh phí thực hiện gần 490 tỷ đồng. Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên đã tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng 15 cá nhân. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể 13 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 39 tập thể 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án số 09.